Chào bác, hôm nay em lại thảo dỡ con tờ lông rất là chất 850 25 mã phục vụ các bác. Đây là con mặt của con tờ lông 850 25 mã. Con này thì nó là mặt là phay nhôm, nhưng mà cái dòng này thì nó là sản xuất tại Nhật những cái thập niên 70. Con này chính xác là sản xuất tại Nhật năm 78. Thì thời gian đấy thì nó sản xuất là những dòng đàn ông hai màu đấy, ở dưới đó là một màu nâu, xong trên nó là màu phai nhôm. Thì con này là con 850 hai là mã, thì con này nếu trong dòng hai màu thì con này thuộc dạng gồ nhất đấy. Cái dòng này thì nó được cái là nó anh em nếu mà chơi nhạc thì để ý, những cái dòng mặt phai nhôm là dòng đời đầu, thì gần như những con mặt phay nhôm con nào thì người ta rất là chú trọng đến âm sắc, phần bát tép nó chỉnh lên rất là tốt. Tuy nhiên cái dòng này thì nó có thêm một cái đặc biệt là ngoài cái chế độ chạy class AB bình thường thì con này nó có thêm phần chạy được cái mạch class A đấy. Thì sẽ từ từ sẽ đi vào chi tiết, thì đây em đã lấy được cái review của nó. Đây là con 850 hai la mã 1978 đấy, 129.000 yên, giá cũng không hề rẻ, 129.000 yên, trọng lượng 18 kg. Đây là những cái thông số cơ bản của nó nhé, trọng lượng 18 kg này đấy. Cái chiều rộng là wide này là 43, high là chiều cao là 16,4. Đây là chiều sâu này là deep hay sao, là 40. Công suất tiêu thụ là 250W, điện áp 100V. Đấy thì cái này mới là cái anh em cần phải nhìn, cần tìm hiểu. Đây nó sẽ chạy cái loa cái chế độ class AB bình thường thì nó chạy 100W một vế đấy, còn khi chạy ở cái chế độ class A thì nó ra 22W một vế đấy. Còn ở cái tần số ở cái trở kháng 4 ohm thì là 150W một vế đấy, để anh em hiểu cái thông số của nó. Thực ra 22W một vế ở chế độ class A là tương đối tốt rồi đấy. Thì tại sao nó có cái này, thì cái chế độ class A thì nó phục vụ cho anh em chơi những cái dòng loa toàn giải đấy, những cái dòng loa độ nhạy cao, để các bác chơi những cái nhạc kiểu dạng nhạc bác học một chút, kiểu như là opera, thính phòng rồi vân vân. À, những cái nhà này giao hưởng nữa. Đây rồi xong mình có xem thông số trên web thì đây công suất 250W. Bao giờ thì âm ly cơ bản là người ta đề sau là công suất tiêu thụ điện đấy, tùy vào chế độ class A hay class AB thì các bác có thể thấy nó nhân với cả cái hệ số đó thì sẽ ra công suất ra loa. Đây là loa, đây là loa, đây con này thì đây này, nó chơi được tức là nếu nó có những cái cầu U như thế này, tức là anh em có thể tách rời ra riêng để anh em dùng con này, dùng âm sắc của con này hay dùng nó như một con dề. Phải có cầu U nha anh em nhé. Đấy, dùng một con dề bởi vì phần âm sắc của con này rất hay. Còn quan trọng nữa là bây giờ em quay cái ra bên trong của con đàn ông 850 hai la mã này, tránh làm mất thời gian của các bác thì em đã tháo sẵn ra rồi. Con này nguồn xuyến rất là lớn, nó như một cái cặp lồng luôn. Và đặc biệt là cái đời này là đời gần như gồ nhất của dòng hai màu. Con này nó chạy 8 con giò sắt, mỗi vế 4 con. Anh em có thể nhìn thấy sò nách. Sò nách chạy sò nách. Đấy. Sò nách thường là người ta sẽ bốn con chữ đen, bốn con chữ đỏ, sò lách sò to đấy, tản nhiệt đúc rất là gấu, bốn con tụ lọc. Đây bốn con tụ lọc này, để em xem là tụ gì nhá. Nippon dung tụ là 10.000 mui crofara. Đây là toàn cảnh của nó. Kênh của em thì em
những cái con âm ly hoặc những cái đôi loa chất chất mà gồ ấy hàng bãi ấy, nó về ấy, thì em sẽ cố gắng em làm những cái clip đó, nó sẽ rất là kỹ chi tiết như này để phục vụ các bác chơi audio. Thực ra anh em chơi audio thì ngoài chơi nghe nhìn thì còn rất quan tâm đến phần bên trong. Thì những cái clip này thì nó là sẽ lưu giữ mãi mãi và phục vụ các bác ạ, kể cả các bác không mua bên em, các bác có thể đến các shop khác thì các bác có những cái hình ảnh để các bác so sánh. Một con âm ly đờn âm 850 25 mã còn zin nguyên nó như thế này. Đấy, rất là đẹp, rất là chất, nặng là 18 kg. Đây, em quay lại phần ổn nha, kỹ chút để các bác ngắm nghía. Tầm tiền thì nó dưới 10 triệu thôi, rất là ổn. Và quan trọng nữa là gì, nó đánh những cái dòng loa Mỹ rất là hay, đánh rất là Mỹ rất là hay. Anh em nào mà đã xem những clip trước em đánh những con 830 thôi mà đánh Mỹ rất là hay rồi. Bây giờ em ghép với cặp loa tháp JBL E800 này để các bạn nghe nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho số máy 098 369 8887. Các bạn sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Đấy, dưới 10 triệu. Ở đây là em đang gạt ở chế độ Ferrari này. Còn em đang đánh chế độ thường thì các bác gạt này lên thôi. Đấy, chuyển chế độ. Hôm nay tiếng đánh bass nó xuống rất là dày. Không thử nhạc này nữa, em sẽ thử clip trước nghe 850 nhạc thường rồi. Đây, để em thử nhạc mạnh mạnh cho các bác nghe nhé. Đây. Đây, nhầm rồi. Đấy. Subscribe để về những sản phẩm thì em sẽ thông báo cho các bạn.